khúc Ta Yêu Quang Hãm Xa. Christina Perry, Lewis hay là Beyond gì đó cũng mở rất là rộng, giống giống bài vậy đó. Nhưng mà bằng hát thì nó hay rồi, nhưng mà cần phải có thêm một chút lực nữa. Tức là cái chỗ mà gằn ra thì đó là bạn cố tình được cái miệng của bạn, nhưng không phải là cái hơi của bạn đẩy lên mà nó là từ